Rồi như vậy bây giờ chúng ta qua cái hàm khởi tạo. Vậy chúng ta nhìn lại cái đoạn code của mình. Ví dụ như chỗ này, thầy đang sử dụng hình tròn HT bằng new hình tròn. Thì cái hàm này nè, chúng ta gọi là hàm khởi tạo. New là khởi tạo cái class. Nhưng trong cái class này mình có ghi cái phương thức nào là khởi tạo không? Đối với class hình tròn này nè, có cái phương thức nào là khởi tạo không? Không. Mặc định khi mình tạo class thì cái phương thức khởi tạo nó tự động có. Tuy nhiên bây giờ mình không thích là bán kính bằng nữa, mà mình muốn khởi tạo trực tiếp cái bán kính ở trên này luôn. Khởi tạo trực tiếp trên này luôn. Cái đưa cái bán kính ngay tại đây. Xuất dữ liệu ra. Không cần khởi tạo, không cần gán chỗ này nữa. Vậy thì ở chỗ này, chúng ta sẽ viết thêm một cái phương thức gọi là phương thức khởi tạo. Ha, chỗ này. Và phương thức khởi tạo nó đặc biệt hơn những phương thức khác. Không có gì. Không có kiểu trả về. Đặc biệt hơn. Và nó trùng với tên của class. Ha, nó có hai cái đặc biệt. Thứ nhất là public. Public không có kiểu trả về và trùng với tên class hình tròn. Rồi. Đóng ngoặc ha, kết thúc. Như vậy thì cái phương thức này của mình, nó là phương thức. Và chúng ta sẽ có giá trị đầu vào của mình là bán kính, thì mình sẽ đưa vào double bán kính. Bây giờ mình sẽ nhìn thấy đây bán kính, đây bán kính. Ví dụ như bán kính đầu vào, mình ghi vậy đi. Thầy cố tình để cho các bạn thấy cái chữ this nó quan trọng chỗ này. Chỗ này là bán kính đầu vào. Thì mục đích của mình là khi khởi tạo chương trình này thì nó sẽ lấy cái hình tròn này và nó lấy cái bán kính mà mình gán từ bên ngoài, mình đưa vào cái class. Thì chỗ này mình sẽ là cái gì bằng cái gì? Bán kính đầu vào bằng bán kính, hay là bán kính bằng bán kính đầu vào? Bán kính đầu vào bằng bán kính, đúng không? Hả? Rồi, nhìn lại nha. Như vậy thì khi mà mình sử dụng cái này, nó báo lỗi nè. Cái phương thức mà khởi tạo không có tham số, không có. Thấy lạ. Lúc nãy mình không khai báo cái phương thức. Mình không khai báo cái này. Thì nó cho xài. Nhưng mình khai báo phương thức mà có tham số, cái tự nhiên cái này nó lỗi. Vậy mình phải làm gì? Cho nên ở chỗ này nếu muốn thì bạn sẽ khai báo một cái phương thức ở chỗ này. À, mình để bị nhầm rồi, mình phải khai báo cái phương thức này ở phía trên nhé. Đối với cái phương thức này các bạn làm gì? Không cần code. Mình phải khai báo cái phương thức khởi tạo nằm ở trên, nó mới đúng nguyên tắc. Rồi. Như vậy mình có phương thức không tham số và phương thức có tham số, đều là hình tròn cả. Phía trên này hết lỗi. Chú ý chỗ đó nha. Rồi. Bây giờ giả sử mình đưa vô đây số 7. Mục đích của mình là thế.
Mục đích của mình là đưa vô đây số 7. Tức là khởi tạo một cái cho bán kính luôn. Mình có sẵn số 7. Và xuất dữ liệu ra luôn. Chu vi là 7. À xin lỗi, bán kính là 7. Chu vi là nhiêu, diện tích nhiêu tính ra luôn. Không cần nhập nữa. Đây là 7 nhé. Vậy xuống đây, bán kính đầu vào là 7 hay là bán kính? À, bán kính đầu vào là 7. Vậy thì cái này đúng chưa? Sai. À, chỗ này bán kính bằng bán kính đầu vào. Được chưa? Clear không? Hiểu ha? Nhưng khi mà chúng ta quản trị về biến á, thì chỗ này bán kính, thì có phải rằng mình đưa số 7 vô đây là mình mong muốn là bán kính không? Nó là bán kính đúng không? Hồi nãy là bán kính của mình là 5, bây giờ bán kính của mình là 7. Thì cái số 7 này có phải là bán kính không? Phải. Cho nên chỗ này người ta không khai báo thêm, mà người ta sử dụng lại cái từ bán kính để nó trùng với lại ở bên trong luôn. Để chúng ta hiểu rằng là đây số 7 này nè, tí nữa gán vô cái bán kính giùm tôi một cái, đừng có thêm gì trơn á, nó là bán kính đó, chứ không có bán kính đầu vào đầu ra gì hết á, nó là bán kính. Có rắp lầm chưa? Rồi, tôi lấy cái bán kính đầu vào hồi nãy này nè, tôi gán cho bán kính, ok, lấy bán kính, gán cho bán kính. Ủa, bán kính nào? Bán kính nào gán cho bán kính nào? Vậy thì cái chữ bán kính phía trước hay phía sau là của class. Chữ này là bán kính phía trước đúng không? Là bán kính của class. Cái này là cái mình cho vô số 7 nè. Thì đây phải là số 7, bởi vì cái này chưa có dữ liệu mà. Cho nên chữ this gắn cái trước hay cái sau? Cái trước. Nó phân biệt được bán kính nào của ai. Số 7 gán vô đây. Đây số 7. Cái bán kính của class đến thời điểm này chưa có con số nào cả. Thì mình lấy bán kính của class bằng cái giá trị mà mình đưa vào khởi tạo. Mình phân biệt được có và không có cái this chưa? Khi nào nó trùng thì mình mới phân biệt. Còn nó không trùng thì không cần thiết. Nhưng nguyên tắc là cứ thêm vô đi cho nó khỏi nhầm. Mình cứ dùng hoài nó quen. Cái nào của class là class, cái nào không phải thì thôi. Tức là mình phải dùng thường xuyên. Chứ kêu là khi nào trùng mới dùng và khi nào không trùng thôi. Thì đến lúc nó quên. Mục đích là thế. Chứ còn nguyên tắc khi nào trùng mình thì mình mới phân biệt cái này của tôi nha. Còn cái kia của anh. Vì hai cái giống nhau quá. Còn có một cái duy nhất của mình thôi. Thì không cần nói. Được chưa? Rồi ok, mình kêu trong này trước đi. Khi nào mà em có rắc rối thầy giải thích. Chứ bây giờ em ví dụ cụ thể quá, nhiều khi nó lại rối. Rồi ok. Như vậy là mình đã có được cái hàm khởi tạo không tham số, hàm khởi tạo có tham số. Mình muốn xài cái nào xài. Bây giờ mình chạy lại chương trình. Không cần gán bán kính, bởi vì mình đã gán bán kính ở đây. Được không? Chạy lại. Không cần gán.
nó cũng thấy, tại vì mình đã gán ngay cái hàm khởi tạo rồi. Nói thầy, ủa chạy cái C-Sharp không mà sao nó nặng dữ hen. Bình thường thì chạy Java nó nhanh lắm, mà chưa biết sao là C-Sharp nó. Rồi, bán kính là 7, chu vi, diện tích, được không? Rồi, mình không có nhập gì trơn, mình gán sẵn vô hàm khởi tạo luôn. Bây giờ đối với lại một cái phần tiếp theo mà chúng ta quan tâm, chữ nhật có dài, có rộng, khởi tạo, gán dài rộng thì cũng y chang thôi. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến một cái khác mà nó cũng khá là quan trọng. Đây, các bạn đang nhìn thấy nhé. Đây là chữ nhật, đây cũng là chữ nhật. Khởi tạo hai tham số, khởi tạo một tham số, được chưa? Mình muốn viết bao nhiêu hàm cũng được, bao nhiêu cái phương thức khởi tạo cũng được, miễn là sao tham số đầu vào khác nhau. Cái này không tham số, cái này có tham số là khác, được không? Bây giờ mình viết lại một cái class hình chữ nhật. Và chúng ta sẽ, chỗ này mình ghi chú rồi, in class hình chữ nhật. Trong này mình sẽ có double dài rộng chấm phẩy. Mình sẽ có hàm khởi tạo public hình chữ nhật mở ngoặc. Tại vì mình cố tình, không, mình cố tình cái hình chữ nhật này là không đối số, để tí nữa mình viết tiếp một cái hàm có đối số nữa. Public hình chữ nhật, và mình đưa vô đây double dài rộng. Double dài rộng, và nó là this chấm dài bằng dài this chấm rộng bằng rộng. Bây giờ ổn chỗ này rồi ha, được không? Rồi, mình sẽ có một cái hàm nữa là mình chỉ đưa vô cạnh thôi. Public hình chữ nhật double cạnh, và this chấm dài bằng this chấm rộng bằng cạnh, dài rộng bằng cạnh. Tại vì mình không có khai báo thêm cái thuộc tính nữa, mình vẫn xài dài và rộng, nhưng đầu vào của mình là chỉ cần cạnh thôi, thì dài là bằng rộng. Rồi bây giờ mình tính chu vi public chu vi, mình return về double tính chu vi. Các bạn coi cái cách thầy ghi, thầy đặt tên của phương thức ha. Chỗ này mình sẽ return chu vi dài cộng rộng nhân 2 ha, this dài cộng rộng nhân 2. Mình return cái này là chu vi hả? Hay quá, thank you em. Rồi, public
double tính diện tích mình sẽ return dài nhân chỗ này có mình nó nhưng mà mình cứ cứ xài nhé cho nó quen dài nhân rộng. Mình có cần cạnh nhân cạnh không? Cạnh nhân cạnh được không? Cạnh nhân cạnh là sai. Tại vì cạnh nó chỉ xuất hiện ở đây. Nó chỉ là một biến cục bộ trong cái phương thức khởi tạo này thôi. Chứ đối với class không hề có cạnh. Class chỉ có dài và rộng thôi. Cho nên xuống đây mình chỉ có thể là lấy dài nhân rộng. Được không? Rồi. Xuống đây mình xuất public void xuất. Mình xuất cái gì? Mình sẽ console write. Mình sẽ xuất. Bây giờ nè, bạn có muốn rằng mình xuất chủ chữ là hình chữ nhật hay hình vuông không? À, như vậy thì bây giờ mình không có ghi là chung chung nữa. Mà mình sẽ kiểm tra. Nếu, nếu gì? À, this chấm dài bằng this chấm rộng. Thì mình sẽ xuất rằng là hình vuông mình cộng với cạnh hình vuông có cạnh cộng với this chấm dài không có xuất hiện cạnh ở đây ha cộng với xiệt t chu vi tại sao mình cộng dài mà không cộng rộng à giống nhau cộng cái nào cũng được cả this chấm tính chu vi mở đóng ngoặc this tính chu vi cộng với xiệt t diện tích cộng với this chấm tính diện tích mở đóng ngoặc rồi copy cái dòng này lại tí nữa gõ cho nó nhanh L. Đã ở phía trên là hình vuông rồi thì dưới này là hình chữ nhật có dài bây giờ thì nó dài hơn đúng không dài cộng với xiệt t rộng cộng với this chấm rộng cộng với chu vi diện tích rồi như vậy mình đã có dài rộng bây giờ ở trên này chúng ta sẽ sử dụng mình bỏ cái hình tròn đi mình sẽ có hình chữ nhật bằng new hình chữ nhật mình có thể new không tham số ok hình chữ nhật 2 mình có thể new hình chữ nhật có 2 tham số dài 7
rộng 4. Mình có thể hình chữ nhật, hình chữ nhật 3 bằng new hình chữ nhật một tham số 6. Bây giờ mình sẽ xuất nha. Coi nè. Nếu như mình lấy chỗ này mình để số 1 đi. Nếu như hình chữ nhật 1 chấm xuất theo các bạn, chuyện gì xảy ra? Hình chữ nhật 2 chấm xuất. Hình chữ nhật 3 chấm xuất. À, chú ý ha. Bây giờ mình sẽ dừng hai bạn này trước. Mình chạy cái hình chữ nhật 1 trước ha. Hôm trước đối với mạng mình không gán thì nó tự gán cái gì? Số 0. Bây giờ cái này double mình không gán. Rõ ràng là mình khởi tạo không khởi tạo gì hết đúng không? Thì cạnh là 0. Và nó đang hiểu là hình vuông. Bởi vì không không. Được chưa? Đôi khi đây là bất đó các bạn. Có lỗi không? Không lỗi. Nhưng mà thực chất là lỗi đấy. Được chưa? Đấy. Rồi ok. Mình chạy lại. Như vậy thì cái hình chữ nhật này là mình thấy chưa có ổn đúng không? Bây giờ mình xuất luôn hình 2, hình 3. Để mình thấy rõ vấn đề. Rất là dễ khi mà chúng ta sử dụng hàm khởi tạo. Hình vuông cạnh là 0, hình chữ nhật có dài là 7, rộng là 4, chu vi âm mai diện tích này 8. Hình vuông có cạnh là 6. Rất là rõ ràng. Tại vì nếu bạn xuất chung á thì hình vuông nó bị thiếu. Phải không? Hình vuông nó có hai cạnh bằng nhau, tự nhiên cái dài cũng 6, rộng cũng 6 thì nó kỳ. Thì tùy các bạn thôi, các bạn muốn gì thôi. Chứ còn code thì cỡ nào mình cũng có cách cả. À, quan trọng là mình đang muốn gì thì mình code cái đó. Chứ hỏi thầy ơi khi nào mình dùng if để mình làm vậy? Sao biết? Mình muốn thì mình làm thôi chứ. Khách hàng yêu cầu thì mình làm thôi. Chứ bây giờ hỏi khi nào thì khi nào khách hàng yêu cầu thì làm, khi nào đề yêu cầu thì làm, chứ biết khi nào giờ được không? Kịp không giờ ơi? À, ok, như vậy mình đang đi tới cái chỗ là hàm constructor, hàm khởi tạo, được không? Và các bạn sẽ xem tiếp ở chỗ này. Lúc nãy đến giờ thầy đang dùng toàn public không à? Và đến cái phần tiếp theo của chúng ta thì nó đến cái phần là quan trọng ở trong cái class là đặt tả truy xuất, là cho phép hay là không cho phép, có bảo mật hay là không bảo mật. Thì cái này rất là quan trọng khi mà chúng ta làm. Cái gì mà chúng ta cho người ta xem thì được xem, cái gì không cho xem thì không được nhìn ha. Đặt tả truy xuất thì chúng ta sẽ coi để xem cái phần tiếp theo.